những lời thề đeo bám Trường Giang và hàng loạt sau việc. Trường Giang thề không thanh minh và than vãn. Trong suốt 6 năm từ ngày nổi tiếng, dù rất nhiều lần gặp phải scandal với những tin đồn thất thiệt bủa vây mình, nhưng Trường Giang gần như im lặng hoàn toàn. Thậm chí Trường Giang còn bị nhiều người nhận xét là thiếu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về lý do dẫn đến điều này, Trường Giang cho biết nó liên quan đến một lời thề trong quá khứ của anh. Thuở chưa nổi tiếng, Trường Giang từng có một cuộc sống vô cùng cực khổ, không có nổi 1 triệu trả tiền thuê nhà, bị bầu xô vùi dập coi thường. Thế nên tôi khóc rất nhiều và cầu xin tổ nghề nếu thương hãy cho mình được nổi tiếng, để trước tiên có đủ tiền lo cho gia đình, thoát khỏi cái nghèo đeo bám dai dẳng mấy đời nay. Còn lại tất cả mọi cay đắng, chua chát, nhục nhã thế nào, tôi xin tự nhận hết mà không một lời than vãn. Đó là lý do tôi không bao giờ lên báo nói bất cứ điều gì về mình. Không cần biết đúng sai, tôi ôm hết vào lòng. Chính anh Hoài Linh cũng nói đây là cái nghiệp mà tôi phải nhận lấy, Trường Giang chia sẻ trên báo. Nghệ sĩ Giang Còi thề không đóng quảng cáo. Nghệ sĩ Giang Còi từng tiết lộ rằng bản thân có 2 lời thề trong công việc. Thứ nhất là sẽ không lên báo chí, thứ hai là không đóng quảng cáo. Lý do có lời thề thứ nhất là vì Giang Còi luôn cho rằng mình không phải là người nổi tiếng nên không chủ động lên báo để tránh thị phi. Thế nhưng sau này khi bắt đầu lấy vợ hai và có một cuộc sống khá đặc biệt, xa rời chốn thị thành, nghệ sĩ Giang Còi bắt đầu cởi lòng hơn khi chia sẻ với báo chí. Và lời thề thứ nhất đã bị xóa bỏ. Còn lời thề thứ hai, Giang Còi vẫn giữ tới tận bây giờ, dù bạn bè cũng chửi tôi nhiều, nghệ sĩ Giang Còi tâm sự. Nghệ sĩ ưu tú Chí Chung thề không cho ai vay tiền. Cơ sự dẫn đến lời thề này của danh hài Chí Chung xuất phát từ một lần anh bị lừa. Có người anh kết nghĩa của Chí Chung hỏi vay 100 cây vàng, nhưng sau đó bị vỡ nợ và trốn biệt tích, khiến gia đình Chí Chung lao đao vì gần như mất trắng số tài sản tích góp được bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Sau lần mất tiền đó, Chí Chung đã lập ra lời thề không bao giờ cho ai vay tiền trừ người thân ruột thịt. Anh giải thích, nếu bạn bè 15 năm không gặp tự nhiên đến gãy đầu gãy tay vay tiền thì chắc đó là nghiện rồi, tôi cho luôn không vay. Còn bạn bè xã giao bình thường đến vay tôi từ chối, cho vay tiền có khi mất luôn cả bạn. Lời thề tiền bạc nghe có vẻ bần tiện, nhưng sự thật là tôi không muốn ký gửi niềm tin thêm nữa. Khi bạn không ký gửi, bạn sẽ không phải đau khổ dằn vặt. Danh hài Hoài Linh thề luôn công tâm. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh luôn được biết đến như một người đàn ông quyền lực trong giới showbiz Việt. Anh luôn nhận được sự kính trọng nể phục của đồng nghiệp trong nghề. Từ những nghệ sĩ gạo cội đến lứa nghệ sĩ trẻ, khán giả Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng luôn dành cho Hoài Linh sự mến mộ khó lòng có thể thay thế. Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, Hoài Linh còn luôn sống vô cùng công tâm, sòng phẳng. Điều này thể hiện rất rõ khi anh tham gia các game show truyền hình ở vai trò giám khảo. Dù người quen hay không quen, Hoài Linh cũng không bao giờ thiên vị hay ưu ái cho bất kỳ một ai. Thậm chí đã có lần ngay trên sân khấu, Hoài Linh đã từng chia sẻ về lời thề độc của mình với tổ nghiệp rằng nếu mình không chấm công tâm thì khán giả sẽ không còn thấy Hoài Linh trên sân khấu nữa. Thực hư về việc Ngọc Lan Thanh Bình vừa làm lễ kết hôn hoành tráng. Thực hư của sự việc này không như những gì mà khán giả đang dò đoán trên các diễn đàn. Mới đây trên mạng xã hội, Ngọc Lan và Thanh Bình bất ngờ chia sẻ về ảnh lễ cưới và dành rất nhiều lời ngọt ngào cho nhau. Theo đó, nữ diễn viên trải lòng, tình yêu không cần phải hoàn hảo mà chỉ cần chân thật. Bên cạnh đó, Thanh Bình lại hết sức chân thành. Đã là phụ nữ ai cũng mong được hạnh phúc dài lâu, đã sinh con ai cũng sợ mình xấu đi, đã về chung một nhà lại nhiều nỗi lo, đã có con lại càng bận rộn hơn. Tới giờ chúng tôi vẫn nợ gia đình, bạn bè, đồng người một cái đám cưới. Hôm nay khi đứng trên sân khấu, cô ấy nhìn tôi mà mắt lưng tròng, tôi biết và nợ em yêu thương khi còn nhiều cái chưa trọn vẹn. Hãy cứ nắm chặt tay cùng bước đi nhé vợ của anh. Cả hai tay trong tay hạnh phúc bước lên lễ đường, rất nhiều fan đã đứng ngồi không yên khi thấy được những khoảnh khắc này. Thậm chí nhiều khán giả và nghệ sĩ còn gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi. Thanh Bình còn trao cả nhẫn cưới và hôn tay vợ, mỗi giây phút thiêng liêng đều được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Phải chăng sau khi sinh con trai đầu lòng cứng cáp, họ đã quyết định làm một lễ cưới theo đúng nghi lễ từ xưa đến nay? Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác, đây chính là một trong những cảnh quay của bộ phim Bố Là Tất Cả. Ở sản phẩm này, Ngọc Lan và Thanh Bình lại đóng chung với nhau.
khách mời đều là những diễn viên hết sức quen thuộc của lĩnh vực điện ảnh. Bức ảnh này cũng chính là một trong những điểm khiến cho khán giả nhận ra được thực hư của lễ cưới. Trước đây, sau một thời gian hẹn hò, Ngọc Lan và Thanh Bình chỉ làm lễ hỏi và về sống chung như vợ chồng. Họ đã có với nhau một cậu con trai rất kháu khỉnh và có một cuộc sống rất hạnh phúc. Đã có khá nhiều lần nữ diễn viên khen ngợi chồng trước truyền thông, Ngọc Lan cảm thấy may mắn khi đi qua bao sóng gió của chuyện tình yêu, cô lại có được một bến đỗ hạnh phúc bình dị bên ông xã Thanh Bình. Nam em ngơ ngẩn nói luyên thuyên sau ồn ào với Trường Giang bị nghi nhiễm Hội Thánh Đức Chúa Trời. Mới đây trên trang cá nhân, nam em đăng tải đoạn clip với mong muốn rằng khán giả không nên quan tâm quá sâu vào chuyện của người đẹp, hãy tập trung hưởng thụ kỳ nghỉ lễ. Thời gian qua, chuyện tình 30 ngày của nam em và Trường Giang vẫn chưa hạ nhiệt, bởi vì những khi tưởng chừng như mọi chuyện đã được êm dịu, nhưng lại tiếp tục được khơi lên bởi những động thái từ phía nam em. Hậu scandal, mặc dù tuyên bố sẽ không tranh giành, cũng như chỉ muốn quên đi mối tình này thật nhanh, nhưng người đẹp vẫn thường xuyên có những hành động khiến khán giả bối rối. Từ việc rò rỉ, hình ảnh trầm tư nhìn lại ảnh cũ với Trường Giang, thả icon mặt buồn vào ảnh của nam danh hài, và gần đây nhất là để lộ clip đến tận nhà để tặng hoa và bạch sinh nhật. Những động thái đó hoàn toàn không giống như là nam em đang muốn mọi chuyện được lãng quên. Hầu như ngày nào trên các mặt báo đều có thông tin liên quan đến chuyện tình tay ba ồn ào này. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài im lặng, Trường Giang, người đàn ông duy nhất trong chuyện ồn ào này, cũng đã chính thức lên tiếng. Nam danh hài tiết lộ nam em không được bình thường và đe dọa cô không được đụng đến Nhã Phương. Về phía nam em, người đẹp tỏ ra rất bình thản. Cô khẳng định dù Trường Giang có nói gì thì cô vẫn mãi yêu anh. Đặc biệt cô sẽ làm mười khó hối hận vì đã bỏ rơi mình. Chẳng biết chuyện tình tay ba này bao giờ mới đến hồi kết. Song những rắc rối mà nam em đem đến cho Trường Giang Nhã Phương khiến nhiều người vô cùng ngán ngẩm. Giới nghệ sĩ mong muốn cô dừng lại để showbiz được yên ổn. Mới đây trên trang cá nhân, nam em có đăng tải một clip ghi lại cảnh người đẹp đồng bằng sông Cửu Long đang ngồi trên xe ô tô. Khuôn mặt nam em rất mệt mỏi tiều tụy, đôi khi lắc đầu ngơ ngẩn, cuối cùng mới nói chuyện. Người đẹp bộc bạch, một thời gian vừa rồi nam em rất là căng thẳng. Mọi chúng ta cũng tìm cho mình một cách để giải quyết tâm trạng. Về phía nam em hiện rất là ổn, mọi người đừng quan tâm quá sâu về chuyện của nam em nữa. Vì đại lễ sắp diễn ra rồi, mọi người nên dành thời gian đi du lịch. Mọi chuyện hãy để nó qua đi, cho nó vào quá khứ, để vào tủ rồi đóng lại. Phía dưới clip, rất nhiều khán giả vào bình luận, động viên nam em hãy cố gắng sống tốt, không cần nghĩ nhiều đến Trường Giang vì họ không xứng đáng. Tuy nhiên, những dòng bình luận này lại khiến nhiều người hoài nghi, rất giống với những lời tiêm nhiễm của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nam em ơi, đạo đức là tất cả, em đừng vì đồng tiền bán đi đạo đức nhé. Việc em bị vấp phải là vì em chưa đủ chiều sâu trí tuệ và kinh nghiệm để nhận ra những loại thú đội lốt người, thằng lùn đó là người xấu ác rõ ràng, mong em vững chắc trên con đường phía trước. Đạo đức của em còn cơ hội để gặp người tốt. Và một điều nữa, muốn được nói là người xấu phải bị loại bỏ và người tốt được lưu lại, đó là quy luật vũ trụ. Các vị thần đã có sắp xếp, nên em không phải thương người xấu đâu nhé. Mong được nhìn em vui tươi và trưởng thành vì đạo đức của em cho em cơ hội ở tương lai. Nhã Phương đau khổ gì chỉ thấy sang chảnh tươi rối, Trường Giang trông nhanh như chớp cũng cười đùa bình thường, có mỗi nam em nhìn gầy và xanh lắm. Quên những người giả tạo đi nam em, Trường Giang diễn dỗi mới qua mặt Nhã Phương nhiều lần, quên đi, hãy thương mình trước nhé. Cho họ nói gì họ thích, mình không phải như vậy, lương tâm mình không thẹn với lòng, mọi chuyện sẽ qua, mỗi ngày nghe bài hát nam em 10 lần, view sẽ tăng chóng mặt. Trước đó, cùng với gương mặt tiều tụy, kết hợp với âm nhạc đầy cảm xúc, nam em đã đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo về cảm xúc của cô, đối với môi trường và tương lai loài người. Người đẹp chia sẻ về sự diệt vong của trái đất bằng những cảm xúc kỳ lạ. Trước những tin đồn về ngày tận thế 23 tháng 4 sắp tới, cô nàng bày tỏ sự sợ hãi. Người đẹp liên tục kêu gọi mọi người hãy bảo vệ trái đất để giữ gìn nguồn tài nguyên, sự sống cho các thế hệ mai sau. Và đặc biệt, nam em không muốn có con, vì còn bận giải cứu thế giới. Trong đám cưới con nuôi, Đàm Vĩnh Hân bất ngờ công bố bí mật giấu kỹ suốt 20 năm với Lam Trường. Đàm Vĩnh Hân giấu kỹ suốt 20 năm qua, việc mình là fan của Lam Trường
để đến tận bây giờ mới chính thức tiết lộ bí mật này với khán giả. Trưa 29 tháng 4, nam diễn viên trẻ Hữu Công đã tổ chức lễ cưới cùng bạn gái Thủy Tiên tại quê nhà Hưng Yên. Trong buổi tiệc trọng đại này, ngoài gia đình hai bên, đông đảo quan khách bạn bè, còn có sự tham dự đặc biệt của hai nam ca sĩ nổi tiếng V-pop là Lam Trường và Đàm Vĩnh Hân. Lam Trường và Đàm Vĩnh Hân cùng đến chung vui với vợ chồng Hữu Công trong ngày trọng đại. Đáng chú ý, ngay trên sân khấu lễ cưới, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hân đã tiết lộ bí mật được anh giấu kín suốt 20 năm qua. Theo đó, ông Hoàng Nhật Việt cho biết anh rất vui khi Lam Trường cũng có mặt tại đám cưới của Hữu Công vì anh hai chính là thần tượng nhiều năm nay của anh. Hân hôm nay đứng ở trên đây và nói một điều chưa bao giờ công bố 20 năm qua, rằng Hân là fan của Lam Trường và chạy xe đạp ngang qua nhà Lam Trường chỉ để thấy Lam Trường xuất hiện. Đó là những điều rất thật, Đàm Vĩnh Hân chia sẻ. Đàm Vĩnh Hân cho biết anh chính là fan ruột của Lam Trường từ 20 năm trước. Lam Trường còn hát tặng các khách mời trong đám cưới con nuôi Đàm Vĩnh Hân. Anh hai Lam Trường và Đàm Vĩnh Hân đều là những ca sĩ thuộc thế hệ làn sóng xanh của V-pop. Suốt 20 năm qua, cả hai đều nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả mọi lứa tuổi.